Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trước cái khu cổng thành của thủ đô Berlin. Và cũng tại cái khu cổng thành này đã chứng kiến vào những năm 1989 đã xảy ra cái sự việc rất quan trọng, đó là một bên Cộng hòa Dân chủ Đức, những cái người dân đã biểu tình và họ đã lật đổ cái chế độ đó, và họ đã đạp đổ bức tường thành ở đây để họ tràn sang phía Cộng hòa Liên bang Đức, nơi có thể chế dân chủ và tự do. Và nơi đây đã trở thành một cái kỷ niệm rất quan trọng và một di tích lịch sử để cho người dân khắp nơi trên thế giới đến chứng kiến cái việc chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ ra sao trước những cái thể chế dân chủ và tự do. Và ngày nay các bạn cũng đã chứng kiến Liên minh châu Âu gồm có nhiều nước Đông Âu đã trở thành những đất nước có nhiều đảng phái khác nhau và người dân có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Và tại Việt Nam của chúng ta hiện nay vẫn việc chuyển đổi thể chế đang đặt lên một vấn đề rất cấp thiết, bởi vì trước sự đe dọa chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ phía Trung Quốc, Việt Nam cần phải có những liên minh quan trọng, và đặc biệt là những liên minh đối với Mỹ và những cái nước châu Âu. Và cụ thể nhất là hình ảnh ngày hôm nay là các bạn có thể thấy tham khảo là theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đang thăm Hoa Kỳ, và chiều ngày hôm nay là 14 tháng 8, ông sẽ cùng với đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc gặp gỡ các quan chức ngoại giao nước chủ nhà, trong đó có ông David Steele, trợ lý ngoại giao đặc trách các vấn đề Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Và đây là hình ảnh của ông, cái người mà rất quan trọng trong cái chính sách ngoại giao của Mỹ. Và ngày hôm nay thì Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đang gặp và làm việc với ông tại Mỹ. Và sở dĩ có cái cuộc gặp này là các bạn cũng thấy rằng là trong ngày hôm qua, sau gần một tuần, chiếc tàu Hải Dương 8, chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã sau một thời gian quần đảo ở khu vực thềm lục địa Việt Nam thì nay nó lại quay trở lại. Và đây là hình ảnh các thông tin mà các bạn có thể tra khảo trên những cái trang truyền thông của quốc tế và thế giới. Nhưng những hình ảnh này thì chưa được truyền thông Việt Nam đăng tải, và dường như họ đang giấu giếm cái thông tin này trước 90 triệu người dân Việt Nam, bởi vì như vậy là Trung Quốc đã cố tình tìm mọi cách để xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và trong cái thông tin đó thì những tờ báo nước ngoài quốc tế như Đài Truyền hình Hoa Kỳ đăng rất rõ là tàu Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 đã quay trở lại khu vực bãi tư chính thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 13 tháng 8. Chưa đầy một tuần kể từ khi tàu này rời khỏi khu vực sau một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài một tháng giữa hai nước. Và cái thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã chứng kiến việc chính phủ Việt Nam cũng như một số tờ báo sau một thời gian dài im lặng và quốc tế đăng tải rất nhiều thì buộc phải thừa nhận là có cái việc chiếc tàu này cùng với những tàu hộ tống của Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng bãi tư chính của Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và hiện nay chiếc tàu này đã quay trở lại cùng với những chiếc tàu hộ tống khác, nhưng phía Việt Nam chưa đưa ra bất cứ cái thông tin nào. Và các bạn nên tham khảo ở những trang truyền thông quốc tế ở nước ngoài thì các bạn sẽ được rõ cái điểm này, như trang Thời báo DE, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài FIFA và nhiều cái trang blogger cá nhân khác. Và cho đến nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam sau cái vụ tư chính xảy ra thì họ rất bối rối và lo lắng vì cái việc Trung Quốc đã không từ bỏ cái dã tâm thôn tính Việt Nam, mà cụ thể là người đứng đầu của Đảng cũng như là nhà nước Việt Nam là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Suốt cả thời gian vừa qua các bạn cũng không thấy ông ta đả động bất cứ một cái thông tin gì về cái việc mà tàu Trung Quốc xâm phạm như vậy. Và Bộ Chính trị Việt Nam đang họp và tìm mọi cách để thông qua con đường ngoại giao, thông qua con đường những cái phát ngôn để hy vọng rằng Trung Quốc sẽ rút tàu. Và quả thật thì sau một thời gian thì họ rút, nhưng ngày hôm qua thì họ đã quay lại. Và như vậy chứng tỏ rằng những cái đường lối và quan điểm của Chính phủ Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến Trung Quốc thì đã không được phía Trung Quốc tiếp nhận và ghi nhận, mà ngược lại họ coi thường những cái công hàm và những cái phản đối của phía Việt Nam này. Và không những thế mà tuyên giáo trong nước, mà cụ thể là Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo, dường như đã chỉ đạo cho tất cả các tờ báo trong nước cho đến thời điểm này là chưa thấy đăng tải những cái thông tin rất nghiêm trọng đã xảy ra từ ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8 năm 2019, và hôm nay là ngày 14. Thì nếu mà các bạn tham khảo ở những trang báo trong nước thì thấy rất rõ, kể cả những trang của Bộ Thông tin Truyền thông như Vietnamnet thì họ chỉ đăng những cái tin rất là vụn vặt ở đâu đó, Chủ tịch Quốc hội không phải tăng tuổi hưu để chúng tôi ở lại,
tức là họ vẫn đang tranh cãi về vấn đề tuổi hưu có được ở lại hay không. Nếu mà tăng tuổi hưu thì những cái người này có thể được ở lại phục vụ tiếp, hoặc là như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kiểm tra công trình khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế bây giờ Nguyễn Xuân Phúc đây rất rõ là ông ta đi kiểm tra lăng, mà cái việc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã mất từ rất lâu rồi. Thế cái việc quan trọng nhất là cái việc mà là lo cho người sống 90 triệu người dân Việt Nam thì ông ta không làm. Thì ông ta bây giờ lại đi kiểm tra lăng giữa cái lúc mà nước sôi nửa bỏng như thế này, và ông ta cũng không có bất cứ phát ngôn nào về cái việc mà tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mà chỉ đẩy cho ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói về điều này, mà mặc dù cái điều đang xảy ra ở vùng Biển Đông là hết sức nghiêm trọng và liên quan đến an nguy của Việt Nam. Và còn những cái nước mà Việt Nam vẫn thường gọi là những nước anh em thì sao? Như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên là những nước cùng cái thể chế xã hội chủ nghĩa, thì họ cũng không hề lên tiếng trong cái thời gian vừa qua, và ngay cả bây giờ họ cũng không lên tiếng. Mà không những thế mà Bắc Triều Tiên lại tiếp tục thử tên lửa để khiêu chiến, và Mỹ và các nước đồng minh cũng như là các nước ở thế giới dân chủ và tự do ở đây để chứng tỏ rằng cái sức mạnh về quân sự của họ, nhưng mà họ không hề lên tiếng ủng hộ hay bênh vực Việt Nam, mặc dù Việt Nam trước đó đã rất nhiều lần ủng hộ Bắc Triều Tiên cũng như nước này về viện trợ gạo và nhiều cái vật phẩm cũng như là nhiều cái hình thức khác. Nhưng mà những cái nước xã hội chủ nghĩa anh em này là Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên cùng thể chế cộng sản, họ đã không hề nói bất cứ câu nào để lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Thì như vậy phải chăng họ đã coi Việt Nam không còn là nhà nước cộng sản nữa, mà có lẽ sẽ là một cái nhà nước mà không phải là cái cùng cái hệ thống với họ, và chính vì vậy mà họ đã không lên tiếng. Và điều đó thì rất là tai hại, bởi vì nếu mà Việt Nam tiếp tục bị những nước anh em này coi như là người ngoài thì cái sự giúp đỡ của Việt Nam cũng như là cái mối quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước này gần như vô giá trị. Còn những nước khác ngay bên cạnh, nơi mà Campuchia thì sao, thì và Nga, thì cả hai cái nước này các bạn đều thấy họ không hề lên tiếng, họ cũng không nói gì cả. Mà không những thế mà Campuchia còn bị phát hiện ra là khả năng là Trung Quốc được cho là đã ký một thỏa thuận bí mật với Campuchia nhằm hưởng các quyền để tiếp cận một căn cứ hải quân của quốc gia Đông Nam Á này. Và đây là cái thông tin mà các bạn có thể xem trên những cái tờ báo quốc tế như đài truyền hình Asia đã phát, và đây là hình căn cứ hải quân của Campuchia, và được cho rằng là có thể là đã ký một cái hiệp ước hợp tác và cho Trung Quốc thuê. Và những cái căn cứ này rất sát với biên giới phía Đông Nam của Việt Nam, và khi Trung Quốc đưa những cái tàu vào đây để lập căn cứ hải quân, và ngay cạnh đó thì có những cái sân bay có thể thiết lập những cái đường bay của các máy bay chiến đấu, thì rất nguy hiểm cho gần biên giới phía Đông Nam của Việt Nam, và từ đó bay về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh thì rất là ngắn, và những cái máy bay chiến đấu, máy bay ném bom túc trực ở đây thì sẽ tạo cái áp lực rất mạnh đối với cả miền Nam Việt Nam. Và phía Bắc thì họ lăm le ở biên giới phía Bắc từ năm 1979, thì họ đã xâm chiếm Việt Nam và đã giết hại hàng chục nghìn người Việt Nam cùng những cái phụ nữ, người già và trẻ em. Và bây giờ thì họ lại tạo một cọc kìm khác ở biên giới phía Đông Tây Nam. Còn ngoài Biển Đông thì họ dùng tàu chiến và các loại tàu kiểm ngư cũng như những tàu hải cảnh của họ để liên tục thúc ép Việt Nam. Và đấy là cái điều mà rất tệ hại của đối xử của Trung Quốc đối với Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và dường như nhận được cái điều đó, và Việt Nam không thể ngồi yên trước cái áp lực của Trung Quốc, và Việt Nam không thể trông đợi vào những cái nước anh em xã hội chủ nghĩa, và cũng không thể trông đợi vào những cái đối tác quan hệ sâu sắc từ trước nay như Nga hoặc Campuchia. Việt Nam phải tự được tìm đường cứu lấy mình. Đó là việc Việt Nam đã tham gia vào những cái cuộc gặp đối với Mỹ và các nước châu Âu. Và cái điều này đã được đánh dấu từ rất lâu, mà khi mà Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường được cử sang gặp Mỹ để bàn về cái biện pháp, trong đó có cả cách đối phó với Trung Quốc trong cái ngày, đúng ngày hôm nay. Và đây là hình ảnh trước đây ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã từng gặp Tổng thống Obama, và ông ta nói rằng là Trung Quốc đang tìm cách biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp. Và đây là các bạn thấy rất rõ, bởi ông Nguyễn Quốc Cường trước đây cũng là một đại sứ ở Nhật Bản, và cũng đã từng có thời gian công tác rất dài ở Mỹ, và ông ta đã có cái quan hệ rất rộng. Bản thân ông Nguyễn Quốc Cường là cái người được đào tạo tại Mỹ, học ở Mỹ, và ông ta nói tiếng Anh rất tốt. Đây là cái điều mà rất quan trọng khi mà Việt Nam hội nhập với quốc tế. Và ngoài ra thì ông Nguyễn Quốc Cường có một vai trò hết sức quan trọng
mà ít người biết đến, đó là ông ta còn là đặc phái viên của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Và đây là cái hình ảnh minh chứng cho cái điều đó, là ông ta đến thăm một cái nước làm việc tại Cộng hòa Cameroon và ghi rất rõ là đặc phái viên Thủ tướng Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường. Đấy, trong hình ảnh này các bạn có thể tham khảo. Đây chính là hình ảnh trên báo Thông tấn xã đã đăng. Và với vai trò của cái người mà đặc phái viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đương nhiên thì ông cái phát ngôn của Nguyễn Quốc Cường thì cũng không khác gì phát ngôn của cái ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và cụ thể các bạn cũng có thể thấy khi ông Nguyễn Xuân Phúc sang Nhật Bản, lúc ông Nguyễn, đây các bạn thấy hình ảnh bên cạnh đó là cái người đứng chính là Thứ trưởng của Việt Nam mà hiện nay đang sang Mỹ để tiếp tục gặp phía Mỹ để thảo luận về những cái vấn đề, mà trong đó có lẽ sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông. Và ngoài ra thì Mỹ đã khẳng định với Việt Nam trước đó rất nhiều lần là họ luôn luôn ủng hộ Việt Nam trong cái vấn đề đối với Trung Quốc. Và một cái cụ thể gần đây nhất đó là Mỹ lên án Trung Quốc và coi Trung Quốc là chế độ côn đồ. Thì đây là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cái thông tin này trong cái phát ngôn của mình, và bà đã nói rất rõ là đó không phải là cách hành xử của một quốc gia có trách nhiệm, đó chỉ về Trung Quốc. Và đấy là cái thái độ rất rõ ràng của Mỹ đối với Trung Quốc, và cái điều đó mà làm cho Việt Nam cảm thấy yên tâm hơn khi hợp tác với Mỹ. Và đương nhiên để có thể hợp tác với Mỹ, để có thể gặp gỡ những quan chức cấp cao của Mỹ để bàn ngay lập tức để thảo luận về vấn đề Trung Quốc, như các bạn thấy ở đây đó là ông David Steve, trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Nam Á và Thái Bình Dương, hôm nay đang gặp ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường. Thì những cái điều này rất quan trọng ở chỗ là khi các nước khác đã quay lưng với Việt Nam, mà chỉ có những cái thể chế dân chủ và tự do như Mỹ, châu Âu, Canada, Úc và Anh và Pháp ủng hộ Việt Nam phản đối Trung Quốc trong cái việc mà họ xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì Việt Nam cần phải có những cái hành động và có những thái độ phù hợp, cũng như phải có những cái thay đổi phù hợp, đó là xây dựng một cái thể chế dân chủ hơn, gồm có nhiều đảng phái khác nhau, và có thể phải cho người dân có tiếng nói hơn, đó là bỏ phiếu và bầu cử tự do, và đó là phải đồng ý thành lập cho những cái hội đoàn và công đoàn độc lập để họ cất lên tiếng nói của mình. Và rất nhiều những cái yêu cầu mà các nước dân chủ tự do như Đức, Mỹ, Pháp và những nước khác vẫn thường xuyên thúc giục Việt Nam tham gia vào những cái hiệp ước như vậy. Và hy vọng rằng với cái việc mà Trung Quốc tham gia vào cái việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì đây cũng là cái cơ hội để Việt Nam có thể thoát Trung Quốc và trở thành một cái nước văn minh, dân chủ và tự do hơn trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019 tại thủ đô Berlin. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Các bạn hãy để lại những bình luận sau video này để chúng tôi tiếp tục cung cấp những thông tin nhanh nhất và trung thực nhất cho các bạn. Chào các bạn.